1001 câu chuyện. Chị ơi, thôi mình đi về được rồi chị, nắng quá trời. Từ sáng giờ hai chị em mình cũng mua quá trời đồ rồi còn gì nữa. À, mà chị mua đồ chi mà lắm vậy? Hay, à, tới Tết này á, chị với lại bạn của chị sẽ đi du lịch, cho nên là chị sắm xíu đồ để có mà mặc với người ta chứ gì đâu. Ủa, chứ Tết này chị không về quê với mẹ sao? Hai chị em mình đã hứa là Tết năm nay về quê ăn Tết với mẹ rồi mà. Thôi, để Tết năm sau chị sắp xếp chị về quê sau. Còn em á, em hôm vậy năm nay em về quê một mình đi, về quê ăn Tết với mẹ. Chứ bây giờ chị đã hứa với bạn của chị là đi du lịch với nó rồi, đâu có được, đâu có bỏ ngang như vậy được. Trời ơi, chị có biết là 2 năm rồi hai chị em mình không về quê ăn Tết với mẹ không? Ở dưới quê chỉ có một mình mẹ ở dưới đó à, để cho mẹ lủi thủi một mình ăn Tết như vậy tội mẹ lắm. Thôi mà, hai đi về quê với em đi. Ơ, cái con này sao mày nói nhiều quá vậy? Tao đã nói là tao mắc đi du lịch với bạn tao rồi mà. Bực mình, thôi đi về, đứng đây cãi với mày. Chán hai ghê luôn vậy đó. Không biết Tết năm nay hai chị em nó có về ăn Tết với mình không nữa. Trông là cho hai chị em nó mau về với mình, chứ mình ở đây một mình cũng buồn quá. Mong là năm nay sẽ được ăn một cái Tết trọn vẹn với hai đứa con gái của mình. Không được, cái này mình phải điện thoại mình báo cho mẹ mới được. Nói là năm nay hai không về rồi. Thôi, chắc là mẹ buồn lắm đây. Từ nhỏ đến lớn mẹ luôn yêu thương hai. Vậy mà thiệt tình luôn á. Ủa, sao không xuống dưới dọn cơm dọn nước ăn đi bà? Chưa rồi, đứng đây lảm nhảm gì vậy? À, hai nè, thôi mình ráng sắp xếp tuần sau đi về quê với mẹ đi. Mẹ bệnh rồi đó. Hồi nãy em có điện thoại báo cho mẹ, báo cho mẹ là hai không xuống, nhưng mà em thấy mẹ ho rất là nhiều luôn á. Thôi hai chịu khó về quê chuyến này thăm mẹ coi sao. Chắc là mẹ bệnh nặng lắm rồi đó. Hơi chán thiệt, tao đã nói không. Thôi thì mày cứ về quê trước đi, có gì tao xuống sau. Mày về quê á, mày coi tình hình của mẹ sao rồi mày nói với tao. Có gì á, tao sẽ về lịch đi du lịch lại rồi tao về sau nha. Em thua hai luôn á, hết nói nổi à. Ê mắm, bà sắp xếp làm sao cho chuyến du lịch này rồi? Trời, lẹ đi trả lời cho tôi biết đi, chứ tôi nôn quá trời rồi nè. Thì bà để từ từ đi, chưa tới Tết mà. Nhưng mà cũng hơi khó đó, mẹ tôi khó lắm. Với lại Tết á, mẹ tôi á, muốn tôi ở nhà ăn Tết với gia đình, chứ tự nhiên lại bỏ đi du lịch như vậy. Mà sao bà không về quê ăn Tết với mẹ đi? Trời ơi, thôi để năm sau tôi về tôi ăn Tết với mẹ luôn. Chứ năm nay đi du lịch đi, Đà Nẵng hả, giờ cái mùa này đi là đẹp lắm luôn á bà. Ui, tôi cũng chưa biết nữa, để về tôi hỏi mẹ tôi sao. Chứ thật ra tôi cũng không muốn đi đâu, tôi chỉ muốn ở nhà ăn Tết với mẹ thôi à. Cả năm trời chỉ có mấy ngày Tết hà, mà cũng đi nữa. Ừ, bà coi trả lời sớm sớm, chứ đừng có trễ quá nhau. Tôi biết rồi, thôi giờ đi về nè, trễ lắm rồi á. Hai ơi, hai ơi, mẹ mới điện về á, mẹ kêu là hai chị em mình đi về đi. Bây giờ còn có 3-4 bữa nữa là Tết rồi, mình tranh thủ mình về đi. Mẹ bệnh rồi đó. Hả, cái gì, mẹ bệnh hả? Mà chắc không sao đâu, chỉ là cảm sơ sơ thôi. Không có được, mẹ chỉ có mỗi hai đứa mình là con thôi đó. Về coi mẹ sao cái đã, mệt hai ghê luôn á. Lẹ lẹ nè, thu xếp hành lý gì hành lý đi. Biết rồi, để tao xíu. Hai cái đứa này sao tới giờ mà vẫn chưa về nữa. Mẹ, mẹ ơi, tụi con về rồi nè. Mẹ có sao không mẹ? Mà trời gió như vậy sao mẹ không vô trong nhà mà mẹ ra đây? Mẹ không sao, tại vì mẹ mong ngóng hai đứa con về quá đó mà. Mẹ ra đây để đón hai đứa nè. Ây, sao hai con về muộn vậy? Đó, thấy chưa, tao nói rồi, mẹ chỉ bị bệnh cảm sơ sơ thôi, có cái gì đâu. Mà mẹ nữa, mai mốt á, mẹ đừng có làm như vậy. Bệnh thì nói bệnh, còn không á thì nó không. Làm cho tụi con phải cất con về đây vậy nè. Hai, sao hai lại nói chuyện với mẹ như vậy? Mẹ đang bệnh mà. Thôi được rồi, không sao đâu, hai đứa thu xếp hành lý vô trong nhà đi, để mẹ dọn cơm cho hai đứa ăn nè. Dạ thôi được rồi, mẹ cứ nghỉ ngơi, mẹ để hai đứa con dọn là được rồi. Thôi mệt quá, mẹ không có gì thì hai đi lên chợ, lên trên thành phố lại đi. Lại đây, mất công mẹ chị hai đã hứa với người ta là sắp xếp đi du lịch rồi, tự nhiên bây giờ kêu về vậy đó.
Hai à, con có thể nào ở lại đây ăn Tết với mẹ, với em được không con? Nha con, mẹ năn nỉ con đó. Đúng rồi, hai không thấy thương mẹ sao? Trời ơi, hai ở lại ăn Tết với mẹ đi, dù gì cũng đã xuống tới đây rồi mà. Không có được mà. Thôi, mẹ ơi, mẹ ráng thông cảm cho con nha. Ở trên thành phố đó, con còn bận rất là nhiều việc nữa. Công việc của con không có như người ta. Có bé Út nó ở đây nó ăn Tết với mẹ là được rồi, tại sao nó cần tới con nữa? Thôi, bây giờ con phải đi xuống lên thành phố gấp đây. Hai người cứ dọn cơm ra mà ăn đi nha. Để Tết năm sau con tranh thủ con sẽ về quê ăn Tết với mẹ. Thưa mẹ con đi. Hai, hai. Trời ơi cái bà này thiệt tình luôn á. Con hai, mẹ chỉ muốn ăn một cái Tết vui vẻ với hai đứa, tại sao khó như vậy? Thôi mà mẹ đừng có buồn, mẹ đừng khóc nữa được rồi. Để con, có con ở đây, còn con ở đây ăn Tết với mẹ mà. Thôi, hai mẹ con mình vô nhà đi. Trời gió lạnh lắm đó mẹ. Tại sao vậy? Tại sao mẹ từ nhỏ đến lớn mẹ thương yêu nó như vậy mà chỉ có mỗi cái Tết mà nó cũng không ở lại ăn Tết với mẹ. Thôi, chắc là chị Việt, chị Hai do công việc nhiều quá cho nên là không về ăn Tết với hai mẹ con mình được đó. Thôi mẹ đừng có buồn nữa mà. Năm sau thì chị Hai sẽ về ăn Tết với mình thôi. Nha mẹ, thôi vô đây con dọn cơm cho mẹ ăn rồi uống thuốc nữa nè, mẹ đang không khỏe đó. Ừ, mẹ biết rồi con gái. Hay, làm mất thời gian thiệt. Tự nhiên không khi á không bệnh mà cũng nói bệnh, là mình phải tốn thời gian đi về quê. Mà cái con mắm này sao tới giờ chưa tới nữa ta? Hello, đợi tôi có lâu không? Lâu muốn chết luôn á, bà nghĩ sao vậy? Tôi đợi bà có tiếng đồng hồ rồi á. Bà thông cảm đi, chứ Tết nhất tới nơi rồi, tôi còn phải phụ nhà, phụ cha, phụ mẹ, dọn dẹp nhà cửa biết bao nhiêu là việc mà. Thôi thôi, được rồi, để tôi bù, đừng có giận nữa. Mà cái chuyện đi du lịch sao rồi, bà đã xin ba mẹ chưa? Không có được đâu bà ơi. Tết nay á, tôi phải ở nhà ăn Tết với ba mẹ với ông bà rồi, tôi không có đi du lịch đâu. Kỳ cục vậy, bà nghĩ sao vậy? Bà hứa là bà sẽ đi du lịch với tôi rồi mà, bây giờ bà không đi thì tôi đi với ai? Thì mình để qua Tết mình đi cũng được mà, đâu phải nhất thiết mình đi trong ngày Tết đâu. Cỡ mùng 6, mùng 7 gì đó mình đi. Thôi không có được, bà nghĩ sao vậy? Tôi đã đặt vé mùng 1, mùng 2, mùng 3 đi rồi mà bây giờ bà để mùng 6, mùng 7 là sao? Với lại mấy cái ngày đó tôi rồi bắt đầu vô công việc rồi, đâu có đi được nữa. Nhưng mà mẹ tôi khó lắm, bà không có cho tôi đi đâu. Trời ơi, Tết nhất có mấy ngày à, tôi phải ở nhà chơi với ba mẹ, ai đời lại đi du lịch trời. Thôi bà đi đi, tôi không đi đâu. Cái bà này kỳ cục, bà có biết là tôi từ quê tôi lên trên đây là vì bà không? Bây giờ bà lại nói bà không đi. Bà không đi thì dẹp luôn đi, từ nay khỏi bạn bè hết trơn trọi á. Tùy bà vậy, bà đừng có quá đáng. Ngày thường á bà muốn gì cũng được, nhưng mà Tết nhất tôi phải ở lại với gia đình với mẹ của tôi. Mà sao bà không về quê ăn Tết với mẹ đi, tự nhiên đi lên đây làm gì? Thì tôi lên đây để tôi đi du lịch với bà nè. Thôi tôi nói vậy đó, còn tùy bà vậy, bà muốn cắt đứt bạn bè gì thì tùy bà. Còn bây giờ tôi phải đi về đây, nhà tôi còn biết bao nhiêu là việc, tôi đi đây. Cái con nhỏ này, trời ơi, vậy Tết nhất mình trên đây làm gì? Uổng công mình đi lên đây gì đó. Cái con nhỏ bạn này thiệt tình luôn á. Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy? Sao tự nhiên mẹ lại ho quá trời vậy nè? Mẹ có sao không? Mẹ nằm đây, mẹ đợi con đi mua thuốc nha mẹ. Không sao đâu con. Mẹ không sao đâu mà, mẹ nằm nghỉ một tí xíu là khỏi ngay. Chị con nó có về không? Dạ, con không biết nữa. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ đừng làm con sợ nha mẹ. Mẹ đừng bỏ chị em con mà mẹ ơi. Mẹ sao vậy? Mẹ sao vậy Út? Chị đi luôn đi, chị còn về đây làm gì nữa? Chị có biết là mẹ ngày nào cũng kêu tên chị, cũng hỏi chị là về chưa hay chưa? Tại sao vậy hả? Chị có một cái Tết thôi, mẹ muốn ăn Tết cùng chị em mình vậy mà. Chị có biết là mẹ bị ung thư không? Bây giờ mẹ đi rồi đó, chị hả vừa lòng hả dạ chị chưa?
Mẹ sợ chị em mình lo cho nên mẹ mới giấu, mẹ không muốn cho chị em mình biết. Vậy mà chị lại vô tâm. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi, con có lỗi, con sai rồi, con là đứa con bất hiếu. Con bất hiếu, mẹ đừng có bỏ hai chị em con có được không? Mẹ ơi. Muộn rồi. Trước khi á mẹ mất, mẹ có dặn cho em là tất cả đất đai, nhà cửa mẹ đều hả để lại cho hai hết. Mẹ ơi, con xin lỗi, con là đứa con bất hiếu. Mẹ tỉnh dậy đi mà mẹ ơi. Tên tên, và thế là câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Một kết thúc rất là buồn đúng không các em? Cho nên là khi mà cha mẹ còn bên cạnh mình đó thì mình hãy trân trọng, yêu quý nha không? Còn mình không có biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Giống như là câu chuyện của cô gái này nè. Đó, một kết thúc rất là buồn nha không? Hù hù hù, chị kể cho các em nghe mà chị cũng buồn quá trời luôn. Và bây giờ thì kết thúc video rồi. Chị hẹn gặp lại các em ở những câu chuyện khác nha. Bye bye, nhớ đăng ký kênh. Nhớ đăng ký kênh và like cho kênh của chị nha. Bye bye.